Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alphard Computer. Hai hộp CPU Intel Core i5 12600K và 13600KF. Mình biết ở đây đang có rất nhiều anh em đang mong chờ những cái dòng CPU thế hệ thứ 13 của Intel, bởi vì một lý do đơn giản thôi, CPU thế hệ thứ 12 đã làm rất tốt rồi. Vậy còn thế hệ thứ 13 thì sao? Nhìn sơ qua một chút thì vì sao mình lại lấy ra hai mẫu CPU này? Bởi vì một cái nhìn đơn giản thôi, với những dòng CPU dòng K của Intel thì với dòng 12600K chúng ta mới có được một mẫu CPU Intel Core i5 10 nhân và 16 luồng xử lý, thì những cái dòng 12600 thường thì sẽ không có chuyện đấy đâu. Còn sang thế hệ thứ 13, thậm chí Intel còn chơi mạnh tay hơn. Ở đây thì chúng ta có 10 nhân này, bên đây chúng ta có nhiều hơn. Anh em đoán xem là bao nhiêu nhân. Thì cụ thể với mẫu CPU này, chúng ta sẽ có là 6 nhân hiệu năng cao và 8 nhân hiệu suất. 8 cộng 6 là 14 nhân 20 luồng xử lý dành cho mẫu CPU Intel Core i5 13600KF, thậm chí 13600K thì cũng như vậy thôi. Nói sơ qua một chút về cái số lượng nhân đi, thì cái số lượng nhân ở trên đây sẽ chia ra làm hai cụm nhân giống với thế thứ 12. Thì với 13600KF chúng ta sẽ có là 6 nhân hiệu năng cao và 8 nhân hiệu suất. Thì với 6 nhân hiệu năng cao, cái xung nhịp turbo boost tối đa có thể đạt được là 5.1GHz và 8 nhân hiệu suất sẽ là 3.9GHz. Và trong cái quá trình sử dụng của chúng ta thì chắc chắn có một điều rằng là cả 6 nhân này sẽ đều đạt được là 5.1GHz. Thì khi mà mình test với bài test thì cái xung nhịp của CPU đạt được là rất cao, loanh quanh khoảng chừng từ 5.0 đến 5.1GHz trên 6 nhân hiệu suất cao. Còn 8 nhân hiệu suất thì sẽ có xung nhịp chuẩn là 3.9GHz luôn, giống hệt với những gì mà Intel nói. Có một điểm đặc biệt làm cho Intel năm nay mình thấy là khá thú vị và người dùng cũng có thể sử dụng được luôn, đó là sử dụng lại những cái mẫu main đời trước. Anh em hoàn toàn có thể sử dụng bất kỳ mẫu main nào, B660 hoặc là Z690 thì đều có thể cắm được CPU Intel Gen 13. Mỗi tội anh em biết anh em phải làm một điều gì không? Đó chính là anh em cần phải update BIOS để có thể nhận được mẫu CPU mới này. Một số những cái mẫu main thì sở hữu những cái BIOS từ lúc mới ra mắt đến giờ, thậm chí anh em chưa update, thì anh em nâng cấp CPU, anh em có thể update BIOS để có thể sử dụng được một cách tốt hơn. Và thông thường thì với từ thế hệ 1 sang thế hệ 2, anh em sẽ đắn đo khá nhiều liên quan đến việc là có nên nâng cấp hay không, bởi vì từ Intel Core i5 này sang mẫu Intel Core i5 nọ, đôi khi cái việc cải tiến chỉ khoảng chừng 1-2 nhân hoặc thậm chí chỉ tăng xung nhịp thôi, khiến cho người dùng cảm thấy khá là băn khoăn khi mà quan tâm có nâng cấp hay không. Thì với thế hệ 13, Intel đã cho người dùng, nếu như anh em nào mà sử dụng dòng thứ 12 thì hoàn toàn có thể nâng lên dòng thứ 13, chúng ta sẽ có nhiều nhân hơn, xung nhịp cao hơn. Còn cái điện năng tiêu thụ thì sẽ như thế nào? Thì với dòng CPU Intel Core i5 12600K ở đây thì mình update cái BIOS mới nhất và mình sử dụng bên là Z690, thì cái mẫu CPU này sẽ tiêu thụ khoảng chừng là 140 đến 160W. Chuyển sang dòng là CPU Intel Core i5 13600KF, chúng ta có cái kiến trúc thì dĩ nhiên vẫn là 10 nm, socket thì vẫn vậy thôi, vẫn giống hệt nhau. Thì cái vấn đề điện năng thì sẽ như nào? Thì nhân bây giờ là từ 10 nhân đã nâng lên thành là 14 nhân, chúng ta sẽ có thêm tổng cộng là 4 nhân nữa. Thì cái điện năng tiêu thụ của sản phẩm tại thời điểm mình làm video nhá, thì CPU sẽ tiêu thụ khoảng chừng là gần 200W điện với bài test là Prime 95. Tất nhiên thì anh em sẽ cần phải lưu ý rằng đây là những cái bản BIOS đầu tiên và CPU vừa mới ra thì mình sẽ có test như vậy. Còn trong tương lai có thể là 1 đến 2 tháng nữa, khi mà những bản BIOS mới ra thì biết đâu cái điện năng có thể thay đổi, hoặc là dựa rất nhiều vào cái mẫu main mà anh em sử dụng. Thì khi mà mình sử dụng ở đây thì mình vẫn sử dụng chung một hệ thống tản nhiệt duy nhất. Thì với dòng Gen 12 thì cái nhiệt độ khi mình test với Prime 95 thì là khoảng chừng là 80 độ C. Còn khi mình chuyển sang mẫu CPU là Gen 13 vẫn hệ thống tản nhiệt khí đấy thì nhiệt độ sẽ gần 100 độ C. Anh em sẽ nghĩ rằng rõ ràng là CPU Intel bị nóng, nhưng thực tế câu chuyện đây không phải là nóng, bởi vì cái lý do là mình muốn biết được là cái điện của CPU khi mà mình mở trong BIOS thôi, mình chưa tối ưu gì, tối ưu lẻ thì tiêu thụ sẽ như nào. Thì cái mức mà mình thấy được là khi mình remote on limit ra, thì tức là sẽ mở ra power limit là khoảng 4096W ấy, thì CPU sẽ tiêu thụ khoảng chừng là 200W điện. Thì anh em cứ tưởng tượng rằng khi mà chúng ta chơi game thì không bao giờ chúng ta đạt được cái điều kiện sử dụng như vậy. Test bằng Prime 95 thì stress test CPU khá nặng thì mới đạt được như thế. Còn khi mà chúng ta chơi game, nhiệt độ của CPU sẽ loanh quanh khoảng chừng từ 50 đến 60 độ C. Rõ ràng là mát mẻ với một mẫu CPU là
14 nhân. Thì thế, đây là trong những cái bài đánh giá sớm của mình về dòng CPU Intel Gen 13, cụ thể là mẫu 13600KF. Và trong tương lai thì mình sẽ gửi đến cho anh em từng mẫu CPU một, có thể là i7, i9 và tổng hợp tất cả dòng CPU đấy khi so với thế hệ thứ 12 để anh em có một cái nhìn trực quan hơn, anh em dễ chọn mua hơn, và tư vấn luôn cho anh em cách chọn mua tản nhiệt. Và bật mí này, với những anh em nào ấy mà muốn PCP tốt ấy, năm nay mua dòng 13 và sử dụng lại bên năm ngoái, đảm bảo chơi game chỉ có tuyệt vời thôi. Hẹn gặp lại anh em trong những video sau.